Chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em hàn đồng bằng oxy và ga. Đấy. Thường thường thì ga nó không được sạch. Nếu mà anh em thường thường mà hàn thì hàn bằng oxy và acetylene thì nó sẽ mối hàn nó sẽ mịn mịn và mượt hơn là mình hàn bằng ga với oxy. Đấy. Thì, hoặc là ví dụ như trên thị trường nó có rất nhiều những cái que đồng ấy, thì đây là một cái que đồng nguyên chất và mình phải chuẩn bị thêm một ít hàn the nữa. Đây là hàn the, này là hàn the công nghiệp anh em nhé. Anh em mua hàn the công nghiệp chứ đừng mua hàn the nấu bánh đúc. Đấy. Mình nhớ rõ là hàn the này hàn the công nghiệp thì mình mới hàn được, chứ đâu mà hàn the bánh đúc là mình không hàn đâu. Đấy. Đồng, que đồng là que đồng nguyên chất nhá. Đấy. Và mình phải chuẩn bị một bộ oxy và bộ máy hàn oxy và ga. Đây một cái mỏ, đây là một cái mỏ cắt hơi anh em nhé. Thì mình cái mỏ cắt hơi này thì nó khác với mỏ mỏ hàn ấy, mỏ hơi này nó có thêm một đường đường xả. Đấy, thế thôi. Còn đâu là mỏ mỏ hàn hơi thì nó không có không có thêm một đường xả oxy. Đấy. Thì để hàn được cái que đồng này thì anh em phải mồi lửa lên. Còn đâu thì là cái chỗ kia là những cái vết cắt mình đã cắt bục, cái ống đồng mình đã cắt bục ra nhá, để mình tan thành tạo đường hàn để mình hàn cho anh em xem. Thế thì mình mồi lửa lên, thì thứ nhất là mình mồi lửa thì mình mồi lửa vừa phải thôi, gọi là đủ mức độ để không làm cháy cái phôi đồng kia. Thì mình sẽ chỉnh áp oxy hoặc là mới áp bình ga khoảng tầm từ 2 cân đến 4 cân. Đấy. Thì khi mình đã mồi lửa xong ấy, thì mình bắt đầu mình chỉnh vừa phải, thì bắt đầu mình sẽ hơ cho cái ống đồng kia. Mình sẽ hơ vào cái ống đồng ấy. Hơ làm sao mà cho nó cháy hết những cái tạp chất xung quanh cái ống đồng đi. Đấy. Xong bắt đầu mình mới tiến hành là mình bồi que vào. Sau đây mình sẽ làm cho anh em xem. Đấy. Đầu tiên là mình hơ cho những cái, anh em nhìn kìa, những cái vết hàn này đấy, mình sẽ hơ cho nó cháy hết những cái tạp chất bên ngoài đi. Anh em nhìn kìa, những cái tạp chất đấy, mình hơ đâu thì bắt đầu nó đỏ đấy. Đó. Khi mình hơ đấy, bắt đầu mình hơ nóng cái que phôi đồng ấy, mình hơ sẽ hơ nóng cái phôi đồng kia. Đây mình để gọn đây cho mọi người nhìn cho rõ. Đấy, mình sẽ hơ nóng cái que đồng bồi nhá, hơ nóng que đồng, xong bắt đầu mình chấm vào một ít hàn the, xong bắt đầu mình cho vào cái chỗ mối mình gần hàn đấy, bắt đầu mình hơ lửa cho nó chảy ra. Thứ nhất anh em làm nó phải nhẹ tay và đều tay nhá, đấy, hơ nhẹ nhàng, đấy, anh em nhìn chưa, đấy, mình phải hơ nhẹ nhàng và đều tay nhá, chứ anh em mà để mà lâu quá là nó sẽ bục ấy. Đây, đấy, anh em nhìn chưa, nào, nhẹ nhàng. Cái que đồng này nó là que đồng nguyên chất, nó không phải như kiểu que đồng thuốc mà người ta bán ở ngoài hiệu nhá. Que đồng là que đồng nguyên chất luôn, thế là bắt buộc là khi mình hàn ấy, mình phải có một ít hàn the, thì nó là cái chất để gọi là dẫn cho, thứ nhất là sạch mối hàn và hai là nó làm chảy đồng ra đấy. Nhưng đâu không, nếu mà mình mà để que đồng không ấy mà mình hơ ấy, thì là nó sẽ tạo ra những cái xỉ thôi, nó gọi là làm cháy đồng thôi, chứ không bao giờ nó làm khô được là không, nó sẽ không bao giờ làm mượt được mối hàn. Đấy, anh em nhìn chưa, đây mối hàn rồi, nghĩa là anh em phải đều tay, là mình hàn đồng mình hơn sao nó phải thật đều tay. Đấy, anh em nhìn, mình hơn lại những này, nó có những cái chỗ mối hàn cũ nó có hàn the đấy. Đấy, anh em nhớ là hàn the này là phải hàn the công nghiệp anh em nhá, chứ mà mình mua hàn the anh đúc là chịu không hàn đâu. Đấy. Đây, mỗi hàn nó sẽ mịn mịn mượn mịt này. Đây ống đồng này nó dày 0,2. Em nhìn chưa? Ở ngoài thị trường ấy, nó mình có thể như này, mình hàn được như này thì mình cũng có thể mua được những cái bình ga mini, xong mình mua cái khó ấy, xong rồi mình mua que hàn que đồng đấy mới là que hàn theo về để mình hàn. Còn đâu nếu mà mình có acetylene ấy, mình hàn thì nó sẽ chuẩn hơn, vì acetylene nó là khí hiếm mà, nó sẽ sạch hơn là ga này nó vẫn còn nhiều tạp chất. Đấy. Hàn bằng mỏ hàn hơi ấy,
thì nó chắc chắn nó sẽ mịn hơn. Đây đây là mình hàn bằng oxy nhé, oxy đây là bình ga đấy, anh em nhìn chưa đấy. Hàn bằng oxy với ga thì mình phải từ từ, chứ mà mình mà hàn mà hơi nhanh quá là nó sẽ không được mịn mỗi hàn mà nó sẽ không nó sẽ bục. Đây mình làm cái clip này thì để hướng dẫn anh em nào chưa biết hàn đồng ấy, thì mình có thể tham khảo mình làm. Mà chắc chắn luôn anh em nhìn thấy tôi hàn như này là anh em về biết làm ngay. Chủ yếu là mình phải mua được cái hàn the công nghiệp thế thôi. Thì mình làm video này anh em nào mà xem mà thấy hay mà thấy ý nghĩa thì cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé, để mình tiếp tục ra những cái video tiếp theo. Chào anh em.